xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình Toàn Haribo đây. Thì hiện tại đang ở trung tâm hành chính quận Trân Thành. Thì trong trung tâm hành chính này thì có tất cả mọi cái nghiệp vụ giống như trung tâm y tế, phường, xã hoặc là dịch vụ tài chính như ngân hàng đầy đủ hết ha. Đây là đường Nguyễn Văn Linh. Thì hiện tại mình đang trên đường Nguyễn Văn Linh này. Nguyễn Văn Linh này thì nói từ quốc lộ 13 qua quốc lộ 14 nha. Nó thì hiện tại mình đang đi hướng quốc lộ 14 đi ra. Thì lâu rồi mới có dịp lên đây. Thì hôm nay cũng đang đi nộp sổ ở trong ủy ban xã Nha Bích đó, thì nó hẹn 1-2 hôm nữa nó mới lấy được. Khi mình lấy được rồi mình mới nộp sổ vào cái một cửa của huyện Trân Thành ở ngay trung tâm mình mới đi ngang nè. Mình nộp sổ vô đó xong rồi mình phải đợi tới ngày lấy, tới ngày có phiếu hẹn rồi đó thì mình sẽ đi nộp qua thuế đó. Mình qua đóng thuế xong rồi mình nộp ngược vào ngay như một cửa nữa mình lấy sổ ra. Thì cái quy trình nó rất là lâu, có thể trễ 15 tới 20 ngày tùy theo, rất là cực. Bởi vì mình bán xong mình gom lại tất cả một sổ một lần, một niềm đi nộp một lần một luôn cho nó tiện, trễ thì trễ một lần luôn đó. Chứ bữa nay đi nào có một sổ một mà rất cực. Thì hai bên đây là nó đã có bán nền hết, một nền 5x30 thổ cư 100% luôn. Thì hiện tại ở đây gần khu vực trung tâm hành chính này thì giá tầm khoảng 1.2 tỷ tới 1.3 tỷ. Nó lốc hai bên đây là lốc B1, B2. Phía mình đó mới đi qua là A1, A2, đây là B1, B2, C1, C2, B1, B2 gì đó. Nó tới lốc R1, L2 luôn. Nó chia nhiều lốc lắm đó các bạn. Thì con đường này, Nguyễn Văn Linh, thì nó cũng làm hai làn đường như mọi con đường khác ha. Mặt tiền rộng 36m. Thì hồi xưa một nền ở đây á, là bán tầm khoảng 170 triệu một nền thôi. Thì hiện tại năm 2018 này thì nó đã lên tới 1 tỷ mấy rồi, lên gấp 10 lần rồi nha các bạn. Thì anh em nào muốn đầu tư đây thì rất là ok. Đường xá là ngon lành rồi, vỉa hè đã có, cây xanh ở đây cũng rất là mát luôn ha. Hai bên cây cao su vẫn còn nhiều. Đó, nhà bây giờ nhà cũng đang chuẩn bị người ta xây rất là nhiều. Nên các bạn đầu tư cũng ok. Thì cái tỷ lệ nó tăng cũng rất là đáng kể nha các bạn. Các bạn thấy từ 170 triệu, 180 triệu mà bây giờ nó lên 1 tỷ, 2 tỷ 3 hết rồi. Thì cái tốc độ nó tăng rất là nhanh. Đó, cát mà đâu có ai biết trước được điều gì đâu. Thì nó tăng thì nó tăng thôi, chứ các bạn nói mua chừng nào tăng thì thích thì nó tăng thôi. Bây giờ hồi xưa thì không có ai đụng đến cò hoặc là môi giới thì cũng không có ai chơi tới, thì đất thì nó vẫn đứng đó. Thì bây giờ có sự giúp đỡ và sự nhúng tay của các anh em môi giới thì đất nó sẽ càng ngày nó càng tăng. Nó là điều dĩ nhiên thôi. Các bạn mua không cần cái dự án hoặc không cần cái tiện ích như này lên, chỉ là các anh em môi giới lên thì nó sẽ lên đó. Anh em môi giới thì ở Bình Dương hoặc Sài Gòn nó lên đây thì đất nó sẽ lên theo ha. Thì cái đoạn đường này tầm khoảng 2 km thôi, 2 km từ cổng trung tâm hành chính ngay chỗ quốc lộ 14 qua bên quốc lộ 13 tầm khoảng 2 km.
Nếu mà bạn nào có thích đầu tư thì liên hệ mình phần mô tả dưới nha. Thì mình có để số điện thoại, có để Gmail, có để Facebook đầy đủ hết. Thì các bạn vào tham khảo đó, hoặc là liên hệ với mình. Thì và cái một điều nữa là mình mong các bạn là hãy nhấn nút subscribe, đăng ký kênh của mình nha, để theo dõi hoặc là tham khảo những cái dự án mình hay đi quay nè. Thì trong lúc rảnh rỗi thì mình có hay đi quay và giới thiệu cho mọi người về những dự án và những trục đường chính ở Chân Thành này, ở Bình Phước ha các bạn. Thì hiện tại cái mình có lập một kênh khác để giới thiệu đất ở Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 4, Bến Cát, Bình Dương. Nhưng mà hiện tại mình không có thời gian mình chăm, nên các bạn qua đây các bạn đăng ký kênh giùm mình nha. Đây nhà rất là đẹp nha các bạn. Đó. Mình cũng mong chỉ thế thôi là đủ. Đây có cái dãy nhà chắc chuẩn bị tôi bán dãy nhà phố á. Công ty, trường học, phía bên đó là trường học. À. Đây nha các bạn, đây lẩu dê chúa nè, ghê chưa? Oh man. Nó đây là quốc lộ 13 rồi nha các bạn. Lốc này lốc R, lốc cuối cùng đây. Đây quốc lộ 13 rồi nha. Thì chuẩn bị mình nay có thời gian rảnh mà chuẩn bị mình đi trong thành Bình Phước luôn nha, ở đi Lộc Ninh nha. Thì mình sẽ giới thiệu ở Lộc Ninh ở cái video tiếp theo. Thì các bạn nhớ đăng ký like và subscribe share giùm mình nha. Đây các bạn biết nhà của bà Lê Thị Nga trong vụ Nguyễn Hải Dương giết 6 người nha, ở ngay cổng chính này luôn ha. Nói thì các bạn nhớ like, subscribe và share cái kênh của mình nha các bạn. Rồi xin chào các bạn nha.